Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, thân thiết. Nhân dân hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Chủ tịch Souphanouvong đã khẳng định, quan hệ hữu nghị anh em giữa nhân dân Lào và Việt Nam thật là vĩ đại. Không có bài hát, bài thơ nào ca ngợi hết được. Tình đoàn kết Lào-Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất. Tình hữu nghị tốt đẹp đó được vun đắp bằng tinh thần trong sáng, không có kẻ thù nào phá nổi. Trải qua nhiều thập kỷ dày công vun đắp, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại ấy chính là biểu tượng của một công trình thế kỷ mà binh đoàn 11 vẫn đang ngày đêm kiến tạo. Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tháng 11 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào công trình Nhà Quốc hội. Binh đoàn 11 được Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương tin tưởng giao tổng thầu thi công xây dựng công trình Nhà Quốc hội mới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là dự án hết sức ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, là nơi đại diện cho quyền lực tối cao nhất của nhân dân đất nước Lào. Đứng trước nhiệm vụ chính trị quan trọng cùng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Binh đoàn 11 đã quán triệt nhiệm vụ vinh quang. Binh đoàn 11 đã chuẩn bị mọi nguồn lực một cách chu đáo để tổ chức triển khai thi công đảm bảo chất lượng nhất, an toàn nhất, nhanh nhất. Do đặc thù của công trình nên trong giai đoạn chuẩn bị và thi công, binh đoàn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Vì đây là công trình có kết cấu phức tạp, kiến trúc đặc sắc, đặc thù văn hóa Lào với đầy đủ các công năng sử dụng cho hiện tại và tương lai để đáp ứng được yêu cầu, nên máy móc, vật liệu phải chuyển từ Việt Nam sang. Công tác vận chuyển gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, đây là công trình có hai ban quản lý dự án, hai tư vấn thiết kế, hai tư vấn giám sát Việt Nam và Nhật Bản. Vì vậy, khâu lựa chọn vật tư, vật liệu, trang thiết bị cũng như quy trình kỹ thuật phải tuân thủ hết sức nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Để thực hiện nhiệm vụ, binh đoàn đã lựa chọn những đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn tay nghề, ưu tiên người có kinh nghiệm làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ. Hàng trăm cán bộ, công nhân, kỹ sư chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, hàng nghìn đầu máy, thiết bị tiên tiến, hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài và của Việt Nam được vận chuyển sang Lào. Trạm trộn bê tông thương phẩm nhập từ Ý, máy khoan cọc nhồi nhập từ Đức, hệ thống cúp pha nhôm định hình, máy bơm bê tông cần dài nhập từ Hàn Quốc. Công trình thi công trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn ra nên rất nhiều khó khăn đặc thù tưởng như không thể vượt qua. Nhiều nguyên vật liệu phải vận chuyển từ Việt Nam và nước ngoài sang gặp khó khăn trong khi tiến độ không cho phép chậm trễ. Với nhiều cán bộ, công nhân binh đoàn, họ đã trải qua 3 cái Tết xa nhà để làm nhiệm vụ. Tất cả không quản ngày đêm, mưa nắng, làm việc quên ăn, quên ngủ liên tục với hàng triệu ngày công, an toàn tuyệt đối. Vừa rồi, tôi may mắn có dịp đến thăm binh đoàn 11. Đến đây, tôi được các đồng chí lãnh đạo binh đoàn thông báo một số tình hình của đơn vị, trong đó có một nhiệm vụ quan trọng mà binh đoàn đang triển khai là xây dựng nhà quốc hội mới của Lào. Mặc dù trong quá trình xây dựng gặp nhiều khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, song với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của những người lính bộ đội Cụ Hồ, với quyết tâm chính trị cao nhất, đội ngũ thợ lành nghề nhất và các thiết bị xây dựng công nghệ hiện đại, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng được triển khai một cách đồng bộ. Tôi tin tưởng với tiến độ và chất lượng xây dựng như hiện nay, công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Nhân dân Lào sẽ có một tòa nhà quốc hội khang trang, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Lào. Đây là một công trình vô cùng có ý nghĩa, bởi đây là món quà, tình cảm, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa, đầy tình nghĩa quý báu mà Việt Nam dành tặng Lào. Xứng đáng là biểu tượng của mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai chính phủ, hai quốc hội và nhân dân hai nước, Việt-Lào. Trong quá trình công trình thi công, hầu hết lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm kiểm tra công trình và đều bày tỏ sự tin tưởng, hài lòng. Kết thúc một kỳ họp Quốc hội Lào gần đây, hàng trăm đại biểu Quốc hội Lào gồm những lãnh đạo cấp cao, chủ chốt nhất của Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm, giám sát công trình và bày tỏ sự hài lòng, ngưỡng mộ, trầm trồ khen ngợi công trình quy mô, bề thế, đẹp đẽ, mang đậm bản sắc văn hóa các bộ tộc Lào, đánh giá cao việc tổ chức thi công, quản lý công trường với phong cách bộ đội Cụ Hồ của Binh đoàn 11. Đồng chí Thonglun Sisulit, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, khi đến thăm kiểm tra công trình đã đánh giá rất cao và khen ngợi.
Công trình thật sự là món quà đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam gửi tặng Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Lào. Công trình rất đẹp và bền vững, có lẽ không chỉ là bền vững hàng trăm năm mà trường tồn cùng thời gian. Đẹp như đóa hoa Champa, như tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa hai nước. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, binh đoàn đã đạt được mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay, binh đoàn 11 đang tiến hành thi công hoàn thiện, đảm bảo tuyệt đối an toàn và chất lượng, được Bộ Xây dựng Việt Nam và nước bạn Lào đánh giá cao. Các đơn vị liên quan của hai nước cũng đang phối hợp chặt chẽ để đạt mục tiêu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà Quốc hội mới của Lào vào quý 1 năm 2021. Không chỉ tập trung thi công, binh đoàn còn tổ chức các buổi giao lưu với chính quyền, giữ gìn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Với tinh thần giúp bạn cũng là giúp mình, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, binh đoàn 11 đã ủng hộ bà con tỉnh Atapu và các tỉnh miền Nam và miền Trung của Lào khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử xảy ra đầu tháng 9 và ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 3 tỷ đồng. Tất cả là tình cảm, là tấm lòng của bộ đội Việt Nam, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của tình hữu nghị Việt Nam-Lào như lời đúc kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Việt-Lào, hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước, hồng hà, cửu long.